Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài trong phục truyền luật lệ ký chương 31. Chúng con cầu nguyện xin thần linh của Chúa Ngài soi dẫn cho chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chương này nói về một số hướng dẫn cuối cùng của Môi-se, câu 1 đến câu 2. Môi-se đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói, ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Môi-se ở tuổi 120 không bị giới hạn bởi tình trạng thể chất của mình. Chỉ ít lâu nữa, ông sẽ leo lên đỉnh núi. Thay vào đó, ông không thể đi ra đi vào được nữa vì ông bị giới hạn bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Mạng lệnh nói rằng Môi-se không được vào đất hứa. Ở trong Dân Số Ký chương 20, câu 7 đến câu 12 thì nói điều đó. Ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Những lời cụ thể từ Chúa đối với Môi-se không được ghi lại ở trong tường trình Dân Số Ký chương 20. Đây phải là một sự hiệu đính về sắc lệnh của Chúa rằng ngươi không được đưa hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ. Bởi vì trong Dân Số Ký chương 20 câu 12 thì nói, đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cơ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Có một sự khác biệt giữa ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó và ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này. Theo lời tuyên bố đầu tiên thì Môi-se không đem hội chúng vào xứ, nhưng ông có thể đi vào cùng, miễn là ông không ở trong tư cách lãnh đạo thôi. Vì ông đã gọi là truyền cái ngọn đuốc tiếp tục cho Giô-suê lãnh đạo. Nhưng Đức Chúa Trời còn nói rõ hơn với Môi-se là ngươi không được băng qua sông Giô-đanh này. Sự sửa trị của Đức Chúa Trời đối với Môi-se thật là khó. Ông không những là không dẫn Israel vào đất hứa, mà ông còn không vào đó. Điều mà ông đã từng mơ ước và cảm thấy được sự kêu gọi khi còn là một đứa trẻ trong các cung điện của Ai Cập để giải cứu dân Chúa. Và ước mơ đó sẽ không được hoàn thành. Một người khác sẽ hoàn thành công việc và bàn chân của Môi-se sẽ không bao giờ chạm vào đất của xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa với dòng dõi giao ước của Abraham, Isaac và Jacob. Tại sao nó lại bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy? Môi-se đã làm gì? Về cơ bản là tại Meriba, trong Dân Số Ký chương 20, câu 7 đến câu 12. Lúc đó, khi dân Israel làm bầm và van xin nước, Môi-se đã đại diện cho Đức Chúa Trời một cách sai lệch, một cách lệch lạc, đã làm méo mó hình ảnh của Đức Chúa Trời mà ông đại diện. Ông đã xuyên tạc Đức Chúa Trời bằng cách làm một bài giảng cho dân sự một cách thô bạo, và lúc đấy không cần phải là giả, mà lúc đấy cần ấy là đừng có tức giận, đừng có bực bội, và nó không cần thiết. Môi-se đã xuyên tạc Đức Chúa Trời bằng cách hành động như thể Đức Chúa Trời cần ông cung cấp nước cho dân sự. Và Môi-se đã xuyên tạc hình ảnh của Chúa và không vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách tức giận đập vào tảng đá hai lần thay vì chỉ nói với tảng đá như Đức Chúa Trời đã phán bảo ông phải làm. Đây có vẻ là một hình phạt quá khắc nghiệt đối với Môi-se. Rốt cuộc chỉ với một cú trượt chân mà bây giờ ông phải bị mất phần vào đất hứa. Nhưng Môi-se bị đánh giá theo một tiêu chuẩn khắt khe hơn vì vị trí lãnh đạo của ông đối với quốc gia và vì ông có mối quan hệ độc nhất vô nhị với Đức Chúa Trời. Các thầy giáo và người lãnh đạo được đánh giá bằng một tiêu chuẩn khắt khe hơn là điều đúng đắn. Gia Cơ chương 3 câu 1. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Mặc dầu nếu bắt các thầy giáo và các nhà lãnh đạo theo một tiêu chuẩn hoàn hảo cũng là không công bằng. Đúng là hạnh kiểm của người dân tệ hơn Môi-se, nhưng điều đó nó không có liên quan. Tệ nhất là Môi-se đã làm xấu một bức tranh tuyệt đẹp về công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua tảng đá cung cấp nước ở trong đồng vắng. Bởi vì Tân Ước nói rõ ràng rằng tảng đá cung cấp nước mang lại sự sống này, đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu. 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 4. Và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Chúa Giê-xu bị đánh một lần đã cung cấp sự sống cho tất cả những ai sẽ uống từ Ngài, trong Giăng chương 7 câu 37. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Nhưng điều không cần thiết và không công bằng nếu Chúa Giê-xu sẽ phải bị đánh một lần nữa, chứ đừng có nói là hai lần. Bởi vì con Đức Chúa Trời chỉ cần phải chịu đau đớn một lần mà thôi. Hebrew chương 10 câu 10 đến câu 12. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, giờ đây có thể đến được với Chúa Giê-xu. Và chúng ta có thể đến được với Chúa bởi những lời của đức tin, đó là lời Rema của đức tin. Roma chương 10 câu 8 đến câu 10. Hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình và bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Vì lẽ ra Môi-se chỉ dùng những lời của đức tin để mang lại nguồn nước ban sự sống cho dân tộc Israel. Môi-se đã làm hỏng bức tranh này về công việc của Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã định. Vì vậy, bây giờ Môi-se phải đối mặt với số phận của mình. Các ngươi không những không đưa hội chúng này vào đất hứa mà còn không băng qua sông Giô-đanh này. Trách nhiệm đối với con cái Israel, câu 3 đến câu 6. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi và ngươi sẽ nhận được sứ chúng nó. Giô-suê sẽ đi trước ngươi y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Óc, vua dân Amorít và sứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Môi-se đã lãnh đạo dân Israel trong 40 năm. Ông là nhà lãnh đạo duy nhất mà hầu hết những người này từng biết. Tuy nhiên, quốc gia có thể tự tin và Môi-se có thể bình an đi con đường của mình, vì ông biết Đức Chúa Trời ở cùng Israel. Israel, Môi-se hay là Giô-suê không cần phải sợ. Thay vào đó, họ có thể mạnh mẽ và can đảm bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, chẳng lìa ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Môi-se là một người vĩ đại. Ông là một trong những người vĩ đại nhất từng bước đi trên đất này. Nhưng Môi-se không phải là không thể thay thế. Đức Chúa Trời ở cùng họ, Israel ở trong những bàn tay tốt đẹp, cho dù có hay là không có mặt Môi-se. Hãy vững lòng bền chí, đã đến lúc dân tộc phải can đảm trong Chúa, chớ sợ, chớ kinh khủng. Môi-se đi khỏi hiện trường, nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi dân Israel. Câu 7 đến câu 8. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: "Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng." Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: "Bây giờ Giô-suê đưa dân sự vào đất hứa và đó là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời hầu như luôn luôn thực hiện công việc của Ngài qua những người đàn ông và những người nam và những người nữ, những người sẵn sàng phục vụ Ngài. Đôi khi người ta nói sai lệch rằng tất cả đều là do Chúa, tất cả đều là ý Ngài. Đúng, Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài, nhưng Ngài làm điều đó qua con người. Hãy vững lòng bền chí, vì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Giô-suê, cho nên ông phải mạnh mẽ và có chí khí. Nhưng Môi-se biết Giô-suê và biết rằng ông sẽ làm được. Vì vậy, Môi-se tự tin và nói rằng, vì ngươi sẽ vào với dân này và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Được những người khích lệ như Môi-se là một điều may mắn. Môi-se biết rằng Giô-suê có thể dao động, cho nên Môi-se đã động viên và thúc đẩy Giô-suê tiến lên nhiều hơn những gì mà ông tưởng tượng được. Đức Chúa Trời sử dụng những người khích lệ, động viên để giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng mà Ngài dành cho chúng ta. Và Giô-suê là người đó. Nhưng công việc là của Chúa, chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước người. Trách nhiệm cho các thầy tế lễ, câu 9 đến câu 13. Môi-se chép luật này giao cho những thầy tế lễ là con cháu Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho hết thảy các trưởng lão Israel và truyền lệnh này mà rằng cuối 7 năm nhằm năm giải thích. Tại ngày lễ lều tạm, khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự nào người nam người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi để chúng nó nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh. Môi-se chép luật này cũng như các vua Israel phải viết bản sao luật của Đức Chúa Trời ở trong Phục Truyền chương 17 câu 18. Thì Môi-se có viết những luật này ra. Ông với tư cách là một vị vua không vương quyền, yêu mến lời Đức Chúa Trời và muốn truyền lại cho thế hệ mai sau của mình. Ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Một phần công việc của người Lê-vi là truyền tụng lời Đức Chúa Trời cho dân tộc vì họ sống rải rác khắp nước. Cứ 7 năm một lần họ phải đọc và giải thích công khai luật pháp của Đức Chúa Trời như đã được mô tả ở trong Nehemi chương 8 câu 1 đến câu 8. Lần đầu tiên chúng ta biết về việc đọc luật công khai là trong Giô-suê chương 8 câu 34. Đoạn Giô-suê đọc hết các lời của luật pháp, sự chúc lành và sự chúc giữ y như đã chép trong sách luật pháp. Lần tiếp theo là chúng ta nghe về nó là vào thời trị vì của Giê-hô-sa-phát trong Hai Các Vua chương 22 câu 8. Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia nói với thư ký Sa-phan rằng: "Tôi đã tìm được quyển sách luật pháp ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va." Hinh-kia trao quyển sách đó cho Sa-phan và người đọc nó. Hơn 500 năm sau đó vào triều đại của Josiah có một cuộc đọc luật pháp công khai khác. Ở trong Hai Sử Ký chương 34 câu 30, đoạn vua đi lên đền Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, người Lê-vi và cả dân sự từ nhỏ đến lớn đều đi theo người.
người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va sau Giô-sa-phát hơn 250 năm. Tất nhiên, có thể đã có những bài đọc công khai về luật pháp như đã được truyền lệnh ở đây mà không được ghi lại. Nhưng thực tế là một số được ghi lại có thể có nghĩa là chúng không bình thường, không điển hình. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung là với sự lơ là về lời của Đức Chúa Trời, chẳng trách gì mà dân Israel thường gặp rắc rối đến như vậy trong lịch sử của họ. Bởi vì sự đọc luật pháp đáng lẽ là thường xuyên, nhưng đây là những sự kiện lớn. Và những con cái của dân sự sẽ nghe tập kính sợ Jehovah, Đức Chúa Trời các ngươi. Việc tập trung vào lời Đức Chúa Trời trong suốt 7 năm này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em trong dân Israel. Qua lời của Ngài, họ có thể đạt được mối quan hệ cá nhân với Chúa. Phần B, Môi-se bảo đảm di sản của mình. Lời tựa cho lễ nhậm chức của Giô-suê với tư cách là người lãnh đạo Israel, câu 14-15. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: kìa, ngày chết của ngươi hầu gần, hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc để ta truyền lệnh ta cho người. Vậy Môi-se và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. Đức Giê-hô-va hiện ra nơi trại trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa trại. Rồi hai người hãy ra mắt tại hội mạc. Qua cuộc hành trình trong đồng vắng, chúng ta thường thấy Môi-se và Giô-suê cùng nhau ra mắt trước Chúa. Ở trong Ê-díp-tô ký chương 33 câu 11 cho biết: tôi tớ của ông là Giô-suê, con trai của Nun, một người trẻ tuổi, đã không rời hội mạc. Giô-suê đủ tiêu chuẩn để phục vụ vì ông đang ở trong nhà Chúa với sự hiện diện của Ngài. Bây giờ Đức Giê-hô-va hiện ra, điều này bắt đầu một chương trang trọng và quan trọng trong lịch sử của dân Chúa. Đây sẽ là lễ nghỉ hưu của Môi-se và lễ nhậm chức của Giô-suê. Một bài ca của Môi-se để cảnh báo dân Israel về thời kỳ bội đạo trong tương lai, câu 16-22. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: kìa, ngươi sẽ ăn giấc với các tổ phụ ngươi. Dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bội giao ước ta đã lập cùng họ. Trong ngày ấy, cơn thịnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ. Ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt. Nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ. Trong ngày đó họ sẽ nói rằng: há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi nên những tai vạ này xông hãm vào tôi chăng? Còn ta, trong ngày đó ta sẽ giấu mặt ta đi vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác. Vậy bây giờ hãy chép bài ca này và dạy cho dân Israel, hãy để trong miệng họ, để bài ca này dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Israel, vì ta sẽ đưa dân này vào xứ ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó, tức là xứ đượm sữa và mật. Chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo, đặng đoạn trở đi hầu việc các thần khác, khinh dễ ta và bội giao ước của ta. Khi tai vạ nhiều và sự gian truân đã xông hãm dân này, thì bây giờ bài ca này sẽ rèn lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên, và ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho. Trong ngày đó Môi-se chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ, bởi vì sự sùng bái thần tượng ở trong tương lai ở dân Israel. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Môi-se sáng tác một loạt bài quốc ca cho dân Israel cổ đại. Ở câu 22 thì nói: trong ngày đó Môi-se chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Tuy nhiên, đây là một bài quốc ca kỳ lạ, bởi vì mục đích của bài ca này là để làm chứng chống lại họ. Đức Chúa Trời biết rằng các từ sẽ dễ nhớ hơn khi được bật thành âm nhạc. Vì vậy, Ngài bảo Môi-se soạn bài giảng trong một bài hát trong chương sau, đó là Phục Truyền, Luật Lệ Ký, chương 32. Lễ nhậm chức của Giô-suê trong câu 23, Đức Giê-hô-va ra lệnh cho Giô-suê con trai Nun mà rằng: hãy vững lòng bền trí vì ngươi sẽ đưa dân Israel vào xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó, còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi. Hãy vững lòng bền trí. Điều đáng chú ý là lời khuyên này thường hướng về Giô-suê. Ông nghe nó 7 lần khác nhau, 7 đến 8 lần khác nhau. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31 câu 6 đến câu 7 và câu 23, trong Giô-suê chương 1 câu 6, câu 7, câu 9 và câu 18. Điều này bộc lộ điểm yếu của Giô-suê, cần phải có một mạng lệnh như vậy, bởi vì ngay cả một lãnh đạo vĩ đại như Giô-suê cũng cần được khích lệ như thế. Chúa tha thứ cho chúng ta, hầu hết chúng ta là quá lớn để cho Chúa sử dụng. Nguyện Chúa tha thứ cho chúng ta khi chúng ta nghĩ rằng là mình là quá lớn để Chúa sử dụng. Chúng ta có quá nhiều kế hoạch và cách làm riêng của mình. Giô-suê cần lấy sức mạnh và lòng can đảm nơi Chúa và đủ nhỏ để trở nên lớn trong Chúa. Tức là chúng ta có quá nhiều kế hoạch và cách làm riêng, có nhiều sáng kiến riêng. Thật là tuyệt vời, lần cuối cùng thì cụm từ này được sử dụng liên quan đến Giô-suê. Ông đang khuyến khích người khác mạnh mẽ và hãy có lòng can đảm. Bởi vì trong Giô-suê chương 10 câu 25, đoạn Giô-suê nói cùng họ rằng: chớ ngại và chớ kinh khủng, khá vững lòng bền trí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi mà các ngươi sẽ chiến cự. Giô-suê có thể khích lệ người khác bằng sự khích lệ mà Chúa thông qua những người khác đã ban cho. Hãy vững lòng bền trí, hãy mạnh mẽ và can đảm. Đây là một cách mà ông Môi-se nói chuyện với Giô-suê.
Đức Chúa Trời và Môi-se sẽ không để ý đến bản chất yếu đuối và nhút nhát của Joshua. Môi-se không có nghe thấy là ôi Joshua anh thật là tuyệt vời, hay là chúng ta không nghe thấy rằng ôi Joshua anh thật là tuyệt vời, ôi Joshua anh hãy mạnh mẽ, anh mạnh mẽ quá, hay là ôi Joshua anh thật là can đảm, hay Joshua anh thật là có cái chất tố lãnh đạo, giống như một lời công bố tích cực mà ngày nay ấy, chúng ta nghe thấy trong một số bài giảng tin lành pha loãng nói rất là nhiều. Thay vào đó thì ông nghe thấy bây giờ là lúc hãy bước tới thử thách, hãy mạnh mẽ và hãy dũng cảm lên. Ngươi sẽ đưa con cái Israel vào xứ. Joshua với bản chất yếu đuối, thiếu can đảm cần phải nghe điều này từ Môi-se và ông cần nghe điều đó. Ngươi sẽ làm điều đó và nó sẽ xảy ra. Môi-se bảo tồn luật pháp của Đức Chúa Trời như một nhân chứng chống lại dân Israel, câu 24-27. Khi Môi-se chép những lời luật pháp này trong một cuốn sách xong rồi thì ra lệnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: "Hãy lấy cuốn sách luật pháp này để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi, vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Này ngày nay lúc ta còn sống với các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, huống chi sau khi ta qua đời." Khi Môi-se đã viết xong những lời của luật này, Môi-se đã viết xong 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh và trao cuốn sách này cho Israel và mọi loài thọ tạo, cũng như những lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. Vào thời điểm này, một số người đưa ra ý kiến phản đối, tự hỏi ai là người đã viết 3 chương cuối của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, vì bản văn nói rằng Môi-se đã hoàn thành lời của ông ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, Joshua đã ghi phần còn lại của những lời nói và việc làm của Môi-se và thêm vào phần cuối của công việc tuyệt vời của Môi-se và đặt nó bên cạnh hòm giao ước. 10 điều răn được đặt bên trong hòm giao ước, Hebrew chương 9 câu 4. Có lư hương bằng vàng và hòm giao ước bọc toàn bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và 2 bảng giao ước. Nhưng toàn bộ sách luật Sáng Thế Ký qua Phục Truyền Luật Lệ Ký được đặt ở bên cạnh hòm giao ước. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi. Môi-se biết Israel sẽ nổi loạn và ông biết điều này cả từ lời hứa của Đức Chúa Trời trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31 câu 16 đến câu 17, như Chúa đã cảnh báo trước là sẽ nổi loạn. Từ lẽ thường tình ấy, nếu ngày nay khi ta còn sống với các ngươi mà các ngươi đã nổi loạn chống lại Chúa thì huống gì sau khi ta chết sẽ càng hơn như thế nào. Vì vậy luật pháp sẽ là nhân chứng chống lại một nước Israel nổi loạn, nhưng lời Chúa nó còn sâu nhiệm hơn nữa. Chúng ta cần có một bức tranh rộng lớn hơn. Chỗ này không phải Chúa nói tiêu cực, mà chỗ này để cho ghi nhớ rằng ở trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Câu này đó là một cái điều mà Chúa thấy bản chất từ khi con người phạm tội. Vì vậy luật pháp sẽ là nhân chứng, một nhân chứng tốt chống lại một dân Israel nổi loạn. Chúng ta thích tìm nơi nương tựa trong lời Đức Chúa Trời trong những lúc chúng ta căng thẳng và khó khăn, nhưng thường chúng ta không nghĩ rằng lời Đức Chúa Trời là người bạn đối với chúng ta. Thì cũng nếu chúng ta khước từ Chúa Giê-xu và phản nghịch Đức Chúa Trời thì lời Đức Chúa Trời cũng là một nhân chứng dấy lên và để chống lại chúng ta. Mà Chúa Giê-xu nói chính lời ta nói ra trong ngày sau rốt sẽ làm chứng chống lại. Những trưởng lão và các quan trưởng của Israel nhóm lại để hát cái bài ca của Môi-se, câu 28-30. Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và các quan cai, các ngươi lại gần ta. Ta sẽ cho họ nghe những lời này nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. Vì ta biết rằng sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi. Trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận. Môi-se đọc hết những lời của bài ca này cho cả hội Israel nghe. Thật ra, bài ca thuộc chương 32 gợi nhớ mạnh mẽ về cấu trúc và nội dung của một hình thức chính trị thế gian nổi tiếng. Đó là một sự diễn đạt của một lời kiện tụng, một lời cảnh cáo chống lại một vị chư hầu hoặc là một chư hầu nổi loạn qua một quan tướng bằng lời đe dọa trừng phạt. Ít ra, một số người ở Israel đã hiểu mô hình như vậy và chắc chắn Môi-se đã gặp điều đó ở trong triều đình của Pharaoh. Cảm ơn Chúa cho những lời ở trong chương này. Chúng ta học được một số điều, những bài học ở đây, đó là Môi-se dẫu là người như thế nào, nhưng Chúa là đấng trung tín với lời của Ngài và ông không phải là không thể thay thế được. Và chúng ta học biết là Môi-se được khải tượng từ Chúa, gieo vào trong lòng ông là có ước mơ từ nhỏ. Ông nuôi nấng ước mơ đến khi vào trong đồng vắng và vì những cái lỗi. Và lỗi đó, nói tóm lại đó là sự giận dữ, và sự giận dữ đó nó lại nổi lên đúng lúc có ý tiên tri mà Chúa muốn dạy đánh vào tảng đá 2 lần thay vì nói với tảng đá thì đã làm vỡ tan cái ước mơ của ông. Có nghĩa là ông không được vào đất hứa. Đây là những điểm để cho chúng ta học sự kính sợ Chúa, không giải thích thêm được. Có một điều là khẳng định chắc chắn rằng Môi-se có thể không được vào đất hứa, giống như trong ước mơ ấy, nhưng mà Môi-se có Chúa, có Đức Giê-hô-va và những công việc mà được Ngài xác nhận, được Chúa Ngài xác nhận trong dân sự. Và một điểm nữa, sự mà ông không thể mà gọi là không thay thế được, mà ông có thể thay thế được.
Môi-se, và ông không thể vào đất hứa. Nó cũng cùng một mạch với một sự khôn ngoan ấy, đó là công việc, đây là công việc của Chúa. Cho nên khi chúng ta làm công việc của Ngài, mỗi lúc chúng ta hay giận thì chúng ta nghĩ rằng đó là công việc của mình và đó là một nguy cơ. Đây là công việc của Chúa. Và Môi-se quả thật là trung tín trong cả nhà Chúa. Và nhà Chúa, người chủ đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Qua đây chúng ta biết một trong những đặc điểm mà sự giận dữ ấy, đó là chúng ta nghĩ không có mình chắc là chết, không có mình chắc là mất, chắc là tận thế, không có mình chắc là suy sụp, nếu mà một suy nghĩ như vậy là nguy cơ. Tóm lại đây, đó là công việc là của Chúa và Môi-se làm một sự chuyển giao công việc. Một điểm nữa trong sự khôn ngoan mà chúng ta được rửa sạch ở trong chương này, đó là sự khôn ngoan trong đời này len lỏi vào trong tin lành pha loãng, làm cho tin lành pha loãng đó là hãy nói tích cực, đừng có nói tiêu cực. Thậm chí khi mà cầu nguyện chữa lành rồi không dám nói, mặc dầu đau mặc dầu gì cũng không dám nói, sợ nói tiêu cực, nhưng hoàn toàn không phải. Ở đây này, Môi-se báo trước và cảnh báo rằng là các ngươi sẽ thông dâm, sẽ thờ thần tượng, không hề nói tiêu cực. Và đây là lời tiên tri và không phải bảo để cho họ ngã, mà bảo trước nó là như vậy. Và chỗ này chúng ta cần đặt một dấu hỏi, học về sự khôn ngoan của Chúa, về sự kính sợ Chúa. Có nhiều điều chúng ta chưa biết hết được về mình, ai biết được ngày mai. Và khi mà chúng ta rõ được điều này, vượt qua cái sự mà tiêu cực, sự mặc cảm, nhưng mà không phải là chạy từ thái cực mặc cảm, xong rồi thái cực không nói tiêu cực, rồi xong rồi toàn nói tích cực, toàn chỉ là nói tích cực thôi, có nghĩa là mọi sự đều tốt đẹp, mọi sự Chúa làm rồi. Cũng giống như là khi cầu nguyện đóng đinh ấy, chúng ta khóc cho thật là nhiều, để coi như là con chết thì chết một lần cho hết, mà sau đấy nó vẫn còn. Tôi muốn nêu ra cái điều này là để cho chúng ta thấy nó bị lệch, bởi vì chúng ta nghe tin lành pha loãng, cho nên là bị hiểu sai. Chúng ta không có gì đặc biệt đối với người chưa tin Chúa cả, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Và bất cứ mọi cái điều gì mà khiến cho chúng ta tỏ ra một cái sự siêu thuộc linh hơn ấy, đối với người khác ấy, thì chúng ta cẩn thận. Chính Phao-lô, sứ đồ Phao-lô cũng tránh cái đó. Tỏ ra cho mọi người thấy tôi cười tươi chưa, thấy niềm vui nó toát ra từ trong lòng chưa, vân vân. Tôi tin có những lúc mà khi chúng ta đến với Chúa bao nhiêu niềm vui và tươi thật sự. Nhưng sau đó ấy, chúng ta cố tỏ ra, mặc dầu xác thịt nó như con đỉa ấy, như con vắt thì nó bám theo, thì cố tỏ ra nó không có thật, hãy cứ bình thường. Và ở trong đây thì cái sự khôn ngoan của Chúa, đó là Ngài nói giống như Môi-se này này, và cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến trở lại cái giếng, cái mạch, một trong những mạch nước giếng mà có thể nó đã bị tắc, mà để cho dân sự Chúa nhận được cái nguồn nước ở đây và thật với chính mình. Hallelujah, cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài.